Vâng, xin chào bạn. Trong thời gian vừa qua thì Honda CR-V vẫn rất hot với cái động cơ 1.5 turbo và rất nhiều cải tiến cùng với một cái thiết kế rất trẻ trung. Honda CR-V thì hướng tới khách hàng có độ tuổi tương đối trẻ. Nhưng nhân vật của chương trình chúng tôi ngày hôm nay là chú Trần Bá Chính. Năm nay chú cũng 60 tuổi rồi. Và Hùng cũng luôn rất tò mò tại sao một người chú có độ tuổi như vậy lại chọn CR-V. Thì trước hết thì cháu rất là cảm ơn chú Chính đã tham dự chương trình ngày hôm nay. Và cháu rất muốn hỏi là tại sao chú lại lựa chọn cái CR-V này như vậy? Vì thực ra mà nói là cái CR-V ấy là qua cái tìm hiểu, qua thông tin truyền thông, rồi là qua thực tế là bạn bè của tôi là nhiều người dùng mà tôi đã đi thử rồi. Là cái xe mà nhất là cái đời mới này thì cái xe CR-V này nó thứ nhất là nó tiết kiệm nhiên liệu. Thứ hai nữa là phong cách trẻ trung, thì thực ra mà nói là nếu như cái tuổi 60 của tôi mà cái thời xưa ấy thì là bây giờ là chống gậy lụ cụ rồi. Nhưng mà như cái thời nay thì bây giờ 60 là tôi vẫn bình thường như thế này. Thế thì bây giờ là người ta sống làm sao để người ta lựa chọn cái gì đó để người ta cái tư tưởng người ta thoải mái, người ta yêu thích. Đơn giản như không nói đến cái xe mà đến nỗi cái áo bây giờ cũng phải chọn là cái áo đời mới. Ví dụ như cái cổ của nó cũng phải mang cái dáng dấp nó hợp thời trang một tí. Thì tôi chọn cái xe này, thứ nhất là cái xe 5+2 này là nó phù hợp với cái gia đình nhà tôi. Là khi mà di chuyển hoặc là đi công chuyện việc nọ, đám cưới hoặc là thăm bạn bè thì nó phù hợp, nó rộng rãi. Thế còn cái dáng trẻ trung ấy thì ngay từ thời xưa ấy là cái thời lâu rồi tôi suy nghĩ là cái Camry là nó như bộ quần áo bộ đội, nghĩa là mặc đi chơi cũng được nhưng mặc đi làm được. Nhưng mà sau này tôi có cái suy nghĩ lại là cuối so sánh là cái xe Honda Accord cũng tầm tiền như một con xe Camry 2.4, nhưng mà khi mà ngồi trên cái xe Accord thì một là nó trẻ trung, hai nữa là cái dáng dấp xe nghe trông nó có vẻ một cái gì đó mình hiểu với nhau là nó quý phái hơn. Nên là chỉ có điều là cái xe Accord ấy thì là xe 4 chỗ, thì cái địa hình để nó phù hợp với cái đường Việt Nam thì tôi nghĩ là cái xe CR-V năm 2018 này là phiên bản 5+2 thì tôi thấy là nhiều điều nó phù hợp và nó hợp tình hợp lý với cái con đường đất người Việt, của Việt Nam hơn, và đồng thời nó cũng mang lại nhiều những cái cảm giác mà khi mình đi hoặc là mình ngắm nó là có nhiều những cảm giác làm cho cái tư tưởng con người thoải mái. Cháu cũng rất tò mò rằng là chắc chắn rồi chú sẽ thường xuyên chở cô đi đâu đấy, đi thậm chí đi chợ, đi chơi, đi dự tiệc rồi vân vân. Thì cô có cái cảm nhận như thế nào về cái bên trong của cái khoang xe này ạ? Tôi trước đây là tôi dùng cái con xe Altis. Thì tôi thấy là vợ tôi cứ mỗi lần lên xe là cứ nhăn nhúm hết mặt nó. Vì không biết là do cái da hay cái mùi của nó thì nó cứ có cái hiện tượng say. Nhưng từ khi tôi mua cái xe này thì vợ tôi là coi đi xa gần là đều yên tâm, không bao giờ say xe mà rất là thoải mái. Nên là tôi thấy là cái phần nội thất rồi là cái phần thiết kế hoặc là người ta khử một cái mùi gì đó cho nó phù hợp với những người say xe ra. Tôi thấy là vợ tôi là rất hài lòng về cái khi ngồi trên chiếc xe này. Nhưng mà cháu thì thắc mắc một điều như này, chú có không thích cái xe này ở cái điểm nào không? Chú đã bảo rồi là không biết là do chú mơ ước hay là chú yêu mến nó hay gì đấy, chú thấy là không có cái gì là chú cảm nhận là chê cái xe này. Với cái tầm giá như vậy đúng với không? Với cái tầm giá hơn 1 tỷ, với cái trong cái năm 2018 này thì chú thấy là cái tầm tiền này là thấy mọi cái là rất là hài lòng. Từ hình dáng lẫn khoang xe rồi là mọi vị trí hoạt động ở trên xe. Thứ nhất là độ an toàn là rất là cao. Vâng thưa các bạn, đối với những cái mẫu xe 5+2 bây giờ thì các hãng hay dùng cái khái niệm 5+2 để quảng bá. Tuy nhiên là nếu như xem trên đăng ký đăng kiểm thì đều ghi là 7 chỗ. Vậy thì với một mẫu xe CR-V như thế này chạy cũng phải gần được nửa năm rồi. Và cháu thấy rằng chiếc ghế ở hàng thứ 3 của chú
vẫn còn chưa bóc ni lông. Thì cháu rất muốn tò mò, muốn hỏi rằng là cái tần suất sử dụng cái hàng ghế thứ ba này như thế nào? Thực ra cái hàng ghế thứ ba này là cái xe này 7 chỗ là khi mình đi đủ 7 người thì là mình vẫn sử dụng. Dạ vâng. Thế còn nếu trường hợp mà mình đi ít người hơn ấy, thì mình có thể đi 6 người. Dạ vâng. Thì mình có thể là để đây có thể là một vài cái vali của gia đình là đi chơi hay du lịch. Và đằng sau lại còn một cái khoảng để chứa đồ, ba lô, rồi là những cái quà cáp mà mình đi thăm tặng thì là nó rất là hợp lý. Và nhưng mà cái hàng ghế gọi là cộng 2, vâng, hãng vẫn luôn luôn dùng cộng 2, thì cái giới hạn của nó chính là cái khoảng rưỡi chân. Tức là các cái không gian cho hàng ghế thứ 3 này thì nó hơi ít. Thì trong quá trình sử dụng thì chú có thấy những cái ý kiến phản hồi như thế nào? Thực ra là cái... tôi cũng nhiều xe là cũng có cái hàng ghế cũng phiên bản như này. Vâng. Nhưng cái xe CRV này thì của hãng Honda thì nó hơn các hãng khác. Nghĩa là nó họ đã thiết kế cái bậc. Nghĩa là có nhiều những cái là cái bậc để chân là vẫn bằng. Vâng. Của cái bằng nhau. Dạ, nhưng vâng. Mà cái ghế của cái CRV này là cái chỗ để chân là đã người ta làm hạ thấp hơn tí. Dạ, vâng. Là cái phần ngồi là cũng tương đối là thoải mái. Vâng. Thế còn khi mà đi xa thì mình cũng lựa chọn là cái người nào một là thanh niên với hai nữa là có cái dáng người là hơi nhỏ hơn thì mình bố trí vào cái ghế đằng sau này thì để thì cũng vẫn phù hợp. Thưa chú, là trong cái quá trình sử dụng ấy thì chú có thể chia sẻ về cái mức tiêu thụ nhiên liệu với cái mẫu Honda CR-V này không ạ? Và một cái chỉ số luôn được mọi người rất là quan tâm. Thực ra là cái xe CR-V này đời mới là năm 2018 này thì là, nếu nói về nhiên liệu mà xe mà gọi là 5 cộng 2 ấy, nghĩa là xe 7 chỗ là quá tiết kiệm nhiên liệu. Nếu mà đi đường trường, người nào mà đi khéo thì chỉ 6 lít rưỡi đến 6 lít 8 thôi. Vâng. Còn thì nếu đi trong thành phố thì tùy theo cái chân ga. Yeah. Nó trong cái khoảng từ 7 lít 9 đến 8 lít 2. Vâng. Là tùy theo cái chân ga người đi. Dạ, nếu vâng. Người nào mà đi thạo đường mà ga số chân ga nó hợp lý thì chỉ khoảng 7 lít 9 đến 8 lít 1. Vâng. Là đi trong thành phố. Rồi nếu mà so với cái xe gọi là 7 chỗ với cái kích cỡ chiều dài chiều rộng và cái tải trọng kg của xe ấy thì là trọng lượng của xe nhiên liệu như thế là ăn quá ít. Quá ít đúng không? Là nó rất phù hợp với cái túi tiền mà người dân người ta bỏ ra để mà hành trình một quãng đường là ta thấy rất là hợp lý. Thế thì đối với những cái dòng xe như thế này thì ngoài cái vấn đề mà chạy sướng rồi thì còn cái vấn đề trong quá trình sử dụng ấy thì chú có thể chia sẻ với người dùng và cháu là cái kinh nghiệm làm nào để cái xe mà ít phải sửa, ít phải cho cái độ tuổi rồi là cái độ bền nó dài hơn không ạ? Thực ra là xe thì nó như con người. Vâng. Nếu mà mình mà biết cách chăm sóc và chăm sóc đúng thì là cái hiệu quả xe thứ nhất là nó sẽ được bền. Vâng. Và nó sẽ được đảm bảo cái tuổi thọ. Vâng. Đấy, thì cái đơn giản là cái quan tâm của xe thì nó cũng đơn giản, nó là một cái động cơ thì mình chỉ quan tâm đến nhất là cái dầu nhớt. Vâng. Đấy, với cái dầu nhớt là mình cứ thay đúng quy trình. Vâng. Ví dụ như xe mới về là 1.000 là mình thay. Vâng. Sau đó thì đến 4-5.000 thì mình lại thay. Vâng. Thế còn coi như điều kiện mình thay thì mình đưa vào hãng thì là cái dầu nó chất lượng mà nó hợp với cái vòng quay của động cơ thì là thay cái dầu ở vào trong hãng thì là nó yên tâm. Cái hai nữa là cái chế độ nước, cái xe thì chỉ có dầu nhờn và nước là quan tâm, nếu mà hai cái đấy là luôn luôn đủ ở trong cái quy định cho phép thì là cái tuổi thọ của xe thì nó sẽ được bền bỉ. Tức là đấy. Chú là rất nhiều kinh nghiệm và cũng đã rất nhiều năm sử dụng ô tô rồi đúng không ạ? Với cả cái việc mà thay trong hãng thì cháu nghĩ cũng là hợp lý, bởi vì có vấn đề thì mình còn khiếu nại cho nó dễ. Đấy. Nó yên tâm hơn. Dạ vâng. Thế thì đối với cái xe như CR-V như cháu đã thử qua rất nhiều chương trình, cháu cũng đã thử trên đường bằng có, đường xấu có, rồi chạy những cái điều kiện khắc nghiệt có, thì thực sự cháu thấy cái mẫu xe này nó quá hợp với đô thị. Đấy, như cái khả năng tiết kiệm nhiên liệu rồi cái vấn đề đi nhẹ nhàng rồi thì
phải thừa nhận nó khá hay. Và trên cả cái đường trường, đường cao tốc nữa, thì cháu thấy CRV một mẫu xe lái rất ổn định và hay, và cái độ an toàn nó cao. Thì chú có cảm nhận được cái điều đấy khi mà trong một thời gian dài sử dụng không ạ? Thực ra là năm nay thì chú cũng, nếu mà học kỹ thuật thì chú cũng phải gần 40 năm là sử dụng một kỹ thuật. Vâng. Nên là khi chú mà ngồi lên chiếc xe này, vâng, là chú đã có dự định. Đáng nhẽ là chú tìm hiểu về bạn bè, là chú cũng lái thử nhiều rồi. Vâng. Năm 2015-16 là chú định mua, vâng, một chiếc xe CRV. Vâng. Nhưng cái thời điểm đấy thì chú thấy cái phân khối nó hơi lớn. Cái hồi đấy là phân khối 2.4, 2.5. Đúng rồi, 2.4. Thế mà cái giá tiền thì cái thời đấy nó cũng khoảng tỷ 1, tỷ 2. Đúng rồi, thì là mua được một con xe CRV. Vâng. Nhưng mà chú thấy cái hình dáng, cái hồi đấy thì chú vẫn nghĩ là cái hình dáng của các hãng, trong đó có cả Honda, thì người ta sẽ liên tục thay đổi mẫu mã. Vâng. Thế là để mà cái, thế chú mới chờ một vài năm nữa mà chú để cho cái xe họ ra, làm sao là cái tầm nhìn là chú cũng phải ưa về cái hình thức. Vâng, đúng. Nên là chú mới đặt xe. Khi chú đặt con xe này là chú cũng đã tìm hiểu rồi. À. Trước chú là cũng ngồi con CX-5. Rồi. Đấy, thì CX-5 thì thực ra là cái cảm nhận của lái xe không phải ai cảm nhận được. Vâng. Là phải có kinh nghiệm. Vâng. Ví dụ khi anh đi qua cái khu vực chỗ đường bằng thì không nói làm gì. Vâng. Đường đổ áp phan không nói làm gì. Nhưng mà nếu mà đường đổ bê tông mà cái mặt bê tông mà nó không phẳng thì, vâng, cái độ êm của lốp rồi là cái độ coi như là chạy, độ ồn của xe thì phải người có kinh nghiệm thì mới hiểu được. Vâng. Ví dụ như chú là chú ngồi trên xe, ví dụ chú lái con CX-5 thì rõ ràng là cái mức độ nó bồng bềnh hơn là cái xe CRV này. CRV này khi chú ngồi lên là chú lái là cảm thấy là thứ nhất là tay lái thì đặt đâu là gần như là nó theo đúng cái yêu cầu của mình đấy. Đúng rồi. Thế cái tiếp đến là ngồi trong xe là nó chắc, vì chú làm nghề kỹ thuật lâu rồi. Dạ vâng. Nếu mà hồi xưa ấy đi những cái xe mà nó hơi kêu hay hơi có cái bệnh gì, ví dụ như dây cu loa trùng hay là dây cu loa điều hòa lúc đầu khởi động vòng tua chưa tròn nó kêu là chú cũng đã biết rồi. Vâng. Nên là khi ngồi lên con xe mà chạy một đoạn, vâng, xe nó chắc chắn rồi là cái độ nó chỉ có cái tiếng coi như là êm ái nằm trên đường của lốp thôi, còn tất cả mọi cái là nó không có tiếng động gì. Vâng. Để chú cảm nhận đấy là cái xe này là người ta lắp ráp là rất là hoàn hảo. Thế rồi tiếp đến, thực ra là trước kia là chú cũng định cũng ngồi thử cái xe Fortuner. Vâng. Thì chú nghĩ là những cái Fortuner thì vì cái gầm nó hơi cao, và chú tìm hiểu là cái trọng tâm dê nó nằm cao, cho nên là cái độ tròng trành, nhất là cái độ cua, nếu mà để cho thanh niên hoặc là như con chú mà ngoài 20 tuổi mà đi thì cái tính an toàn đôi khi là nó không cao. Vâng. Thế chú cần hình dung ra được và tính toán được là cái gầm của con CRV này là nó phù hợp với cái đường Việt Nam. Vâng. Hiện tại bây giờ là cái mức độ là đường dù POT hay đường thành thị nông thôn hoặc là thành phố thị xã thì cái gầm của cái CRV này là nó phù hợp. Vâng. Và cái độ tròng trành, độ bám đường của nó là rất tốt. Vâng. Cho nên là tuy vậy nhưng khi chú đặt cái xe này thì là hãng là bảo là phải đặt từ 4 đến 6 tháng, thì chú cũng nhất trí. Chú bảo là mấy tháng được, miễn làm sao mình mua được cái con xe ưng ý. Cho nên là khi mà đi, trước khi mà quyết định bỏ ra là với cái tầm tiền hơn 1 tỷ, thì khi mà nhận cái xe này về mà đi thì chú cảm thấy rất là hài lòng, không có cái vấn đề gì để mà phải lăn tăn. Vâng, thưa các bạn, trên đây là tất cả những cái chia sẻ của chú Trần Bá Chính về cái dòng Honda CRV mới này. Thực ra những cái chia sẻ này mang tinh thần là rất thật với một người sử dụng, với một cái ngân sách nó vừa phải. Vậy nếu như các bạn có ý kiến như thế nào, xin vui lòng hãy comment bên dưới clip nha các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.